Hôm nay tại điểm cầu Thanh Hóa thì đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 cũng chính thức khánh thành và đi vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự tại điểm cầu. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này thì việc thông xe tuyến Mai Sơn quốc lộ 45 đáp ứng được sự mong chờ của rất nhiều người dân. Hiện thì việc di chuyển từ thủ đô Hà Nội về các tỉnh phía Nam sẽ tránh được các điểm ùn tắc từ quốc lộ 1A tại thành phố Tam Điệp và thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Do vậy, đã rút ngắn được thời gian từ Hà Nội về thành phố Thanh Hóa là 2 tiếng thay vì 3 tiếng như trước đây. Dự án thành phần Mai Sơn, quốc lộ 45 được khởi công vào tháng 9 năm 2020. Quá trình triển khai thực hiện dự án gặp không ít khó khăn thách thức, nhất là đại dịch COVID-19, gây tăng giá, đứt gãy thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng. Để dự án về đích theo kế hoạch đã đề ra, Bộ Giao thông Vận tải đã phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật với mục đích vừa động viên cổ vũ, vừa mệnh lệnh để các ban quản lý, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu nỗ lực phấn đấu hưởng ứng phong trào thi đua. Các đơn vị đã tập trung mọi nguồn lực nỗ lực triển khai thi công 3K 4K thi công xuyên lễ xuyên Tết nhằm sớm hoàn thành các dự án, và đến nay 2 dự án đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để đưa vào khai thác sử dụng. Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 có tổng chiều dài 63,37 km, đi qua tỉnh Ninh Bình hơn 14 km, qua tỉnh Thanh Hóa 49 km, với tổng đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. Cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng theo quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, đạt vận tốc thiết kế 120 km/h. Giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng 4 làn xe hạn chế, nền đường 17m, đạt vận tốc thiết kế 80 km/h.